Xin trình bày mang tính chất là chia sẻ về cái việc mình sử dụng mind map trong cái công việc hàng ngày nó như thế nào. Thì như anh Nam Thanh có nói là về những cái lợi ích của mind map rồi trong cái quá trình mình nâng cao tư duy vân vân. Nhưng mà đối với mình á, cái việc mind map á, là nó giúp mình cái việc đầu tiên mà rất quan trọng mà giúp cho mình làm việc trong tất cả gần như là mỗi ngày, là ở chỗ là khi mà mình không biết bắt đầu làm cái việc nó như thế nào thì mình sẽ dùng mind map. Cũng tương tự như cái việc là ở đây là cái hội thảo là nói về về cái ở đây là mình được nhóm phân công cho là làm về cái nội dung kế hoạch triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện sản phẩm khoa học sử dụng mind map, thì mình không biết bắt đầu làm cái này như thế nào hết, mình không biết là mình phải trình bày slide ABCD như thế nào, thì đó là cái việc đầu tiên mình sẽ làm, đó là mình sẽ dùng mind map. Thì đây là cái công cụ đối với mình, đó là công cụ để bắt đầu. Thì ở đây như mọi người cũng thấy, đây là cái đầu bài mình được giao, để plan kế hoạch về nghiên cứu khoa học rồi thực hiện sản phẩm khoa học. Thì như vậy là mình sẽ đưa vào đây là đầu tiên là phần giới thiệu, mình sẽ giới thiệu, mình sẽ nói các vấn đề gì đó. Thứ hai là về cái nội dung triển khai cái nhiệm vụ khoa học thì mình sẽ nói những cái vấn đề gì đó, và thực hiện sản phẩm khoa học thì mình sẽ nói những vấn đề gì đó. Mình cứ thêm vào rồi mình xóa đi, mình cứ thêm vào mình bớt đi, mình cứ thêm vào mình bớt đi, và cuối cùng nó thành một cái overview và nó giúp cho mình cái gì. Thứ nhất, khi mình nhìn bức tranh tổng thể như vậy á thì mình thấy được là nó có bao hàm được những cái nội dung mà cái đầu bài này đặt ra hay không, và nó làm cho mình bắt đầu nó rất là dễ dàng và giống như là vui vẻ ha. Thì đây cũng là cái những cái phần mình sẽ trình bày trong ngày hôm nay. Đầu tiên là giới thiệu vì sao gọi đó là cái công cụ để bắt đầu mọi thứ. Một số cái ví dụ về cái việc mà có để mà có thể có một cái overview về toàn bộ công việc, và cái việc ứng dụng mà mình hay nói là mình dùng gần như mọi ngày á, đó là cái việc mà lên plan cho những cái bạn, ví dụ như nhân viên mới hoặc là những bạn thực tập viên hoặc những là bạn ở trong lab, để làm những công việc ngay từ những cái đầu tiên. Thì đây là cái ví dụ về cái việc overview toàn bộ công việc. Thì cái này mình vẫn thường làm, thì như cách đây khoảng vài tháng thì khi đó mình vẫn là người đứng đầu bộ phận xúc tác, thì khi đó đây là cứ khoảng 1-2 tuần thì mình bật lên mình nhìn cái này, đó là cái công việc của năm 2020 của toàn bộ bộ phận ha. Thì mọi người có thể thấy nó rất là nhiều thứ ở đây, nhưng mà gốc gác nó là mình cũng sẽ bắt đầu từ đâu, từ là đề tài, rồi từ sản phẩm khoa học mình cần phải làm là cái gì, về dịch vụ thì bộ phận phải đạt được cái gì, về cái quy trình nội bộ của bộ phận thì cần phải cải tiến cái gì, và các công việc KPI mà để mà đóng góp cho trung tâm là cái gì. Và khi nào mình cần tập trung vào cái gì thì mình sẽ mở cái đó ra, còn không thì mình sẽ gấp lại. Thì mọi người sẽ thấy cái cấu trúc nó rất là gọn như vậy, và khi mình mở ra thì nó là toàn bộ như thế này. Rồi rồi sau đó là mình sử dụng. Tại sao lại có cái việc mình nói là mình sử dụng cái này nó hàng ngày? Bởi vì ví dụ như ở đây vào vấn đề tài, mình ngồi sẽ làm, mình rà ví dụ như đây là đề tài FCC, đây là đề tài gì đó ha, mình rà và mình thấy cái nào mà đang quan trọng mình cần phải làm á, thì mình sẽ chuyển từ chữ thường sang chữ in đậm. Đây ví dụ đây là chữ in đậm, đây là chữ in đậm. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái việc rất là gấp, rất quan trọng thì mình sẽ in đậm. Và sau khi mà mình gấp và mình in đậm á, những cái việc quan trọng cần thực hiện á, thì mình sẽ đưa vào plan công việc cụ thể. Hôm nay, tuần này, hoặc là tuần sau, hoặc tháng này mình cần phải làm những cái gì. Mình chỉ cần nhìn cái overview như vậy là và mình biết là mình sẽ tập trung vào những cái gì trong thời gian ngắn hạn. Rồi sau sau đó 1-2 tuần sau mình quay lại, mình lại cập nhật, cái này xong rồi thì mình lại chuyển về chữ thường, hoặc là mình xóa, chuyển vào nội dung khác. Và cứ như vậy mình bắt đầu mọi cái công việc liên quan từ quản lý cho quá trình thực hiện. Cái phần thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người là cái việc mà lên plan cho các anh chị em trong trong bộ phận và các bạn thực tập viên mới ngay trong ngày đầu tiên. Thì ở đây là một cái ví dụ, thì đây là mình lục lại trong cái thư mục send mail của mình, đó là từ những năm 2018 là mình đã bắt đầu sử dụng cái này. Các bạn nào vừa mới tới thì mình sẽ ngồi cùng với bạn và những cái anh chị mà trong cùng cái hướng nghiên cứu đó. Mình ngồi mình sẽ trao đổi, bạn cần làm cái gì, và kết thúc bằng cái việc mình sẽ gửi một cái email kèm theo một cái plan. Ví dụ như ở đây là một cái plan của bạn, của một bạn thực tập viên người nước ngoài. Thì khi bạn tới, sau khi bạn làm quen, có chỗ ở, có pass wifi vân 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 rồi thì mình sẽ ngồi lại với bạn và ra được cái này và mình gửi cho bạn. Trong thời gian 4 tháng sắp tới thì bạn cần phải làm như thế này. Ví dụ như đây là cái tiêu đề, thì bạn cần phải nghiên cứu yếu tố gì. Đầu tiên là tổng quan cần phải làm những vấn đề gì, rồi thực nghiệm cần phải làm những vấn đề gì, và kết quả cần phải tập trung vào những vấn đề gì đây. Và sau đó ngay 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 những ngày đầu tiên là các bạn cần biết các bạn cần phải làm gì.
Đây là một cái ví dụ khác tương tự vậy, cứ mỗi bạn tới là sẽ có một cái map cũng như vậy. Bên cạnh đó thì mình cũng dùng mind map để bắt đầu những hướng nghiên cứu mới. Ví dụ như bây giờ trong bộ phận chúng ta có một cái ý tưởng về một cái nghiên cứu nào mới, thì sau khi mọi người trao đổi với nhau thì mình sẽ kết thúc bằng cái việc gửi cho mọi người một cái email, trong đó có một cái map. À, ví dụ như hướng nghiên cứu mới là hướng nghiên cứu về một cái lớp phủ gì đó, thì như vậy để làm hướng lớp phủ này thì mình cần phải làm một cái số cái thí nghiệm, thử nghiệm quan sát ban đầu, thì ai là người làm và khi làm cần phải làm những cái gì. Rồi song song đó thì mình cần phải làm literature review về cái vấn đề này, thì cần phải làm những vấn đề gì, và kèm theo đó là trong cái email này á, là một số cái tài liệu tham khảo. Và đó là cái cách để cho mình bắt đầu một cái hướng nghiên cứu mới, có nghĩa là mình dùng mind map cho để bắt đầu mọi thứ. Rồi bây giờ mình đi qua cái nội dung thứ hai, đó là cái việc mình áp dụng mind map vào trong cái việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy ha, như nãy mọi người cũng thấy đây cũng chính là cái mind map mà hồi nãy mình chiếu. Nhưng mà khi mình đã xong cái phần giới thiệu thì mình sẽ fold nó lại, mình sẽ gấp nó lại mà nó không có ảnh hưởng gì mình nữa. Tương tự như vậy, cái nội dung mà thực hiện sản phẩm khoa học nội dung thứ ba thì hiện tại mình không có focus vào, cho nên là mình cũng sẽ gấp nó lại. Và bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Rồi như vậy có thể thấy là đây là một khi mà mình triển khai tổng thể một cái đề tài nhiệm vụ, ví dụ như là một cái đề tài gạch không nung đi, thì như vậy tất cả những thứ mình cần phải làm, mục tiêu là cái gì, nội dung nghiên cứu là cái gì, và cái sản phẩm dự kiến là cái gì, nhân lực dùng là sao, thời gian là sao. Sản phẩm dự kiến ở đây là chúng ta sẽ nhìn một cái overview của toàn bộ tổng thể đề tài. Nhưng mà ứng với cái nội dung nghiên cứu thì khi này mình có thể mở ra nội dung nghiên cứu, thì khi mình mở nội dung nghiên cứu ra thì nó sẽ chi tiết tất cả những cái nội dung mình cần phải làm để đạt được những sản phẩm này, để đạt những cái mục tiêu này. Và như vậy chúng ta sẽ có luôn luôn có được một bức tranh tổng thể của một cái đề tài nhiệm vụ. Tiếp theo đó, mind map nó còn dùng cho mình để mình chi tiết tới từng nội dung công việc. Ví dụ như là trong cái nội dung nghiên cứu này có cái phần nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần, tu thành phần. Thì như vậy trong nội dung nghiên cứu tu thành phần mình cần phải làm những cái gì? À, như vậy trong nội dung nghiên cứu thành phần cần phải loại gì, rồi ảnh hưởng của thành phần với những phần trăm ra sao, rồi hiệu quả kinh tế như thế nào, rồi có khả năng nghiên cứu mở rộng như thế nào, rồi nghiên cứu các nghiên cứu khác. Thì cái nào á, mình sẽ liệt kê, mình sẽ list hết tất cả những cái này ra. Cái nào mà làm rồi thì mình in đậm, cái nào chưa làm thì mình để bình thường, cái nào làm rồi hoặc là cần phải chú ý thì vừa in đậm vừa in nghiêng, vân vân. Và như vậy lúc nào mình cũng theo sát được, thứ nhất là overview, thứ hai là cụ thể chi tiết của từng nội dung công việc, có nghĩa là gì, nó đi từ tổng thể cho tới chi tiết, và mình luôn luôn cập nhật các công việc đã thực hiện và cần thực hiện cũng những cái điểm then chốt của nó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái việc rất là đặc sắc và kỳ thú, đó là cái việc mà mình dùng mind map cho cái việc chi tiết tới từng nội dung công việc. Thì do đặc thù á, thì trong những cái mảng công việc của mình á, thì nó có liên quan tới thực nghiệm rất là nhiều. Thì trong thực nghiệm á, nó có dùng vật tư hóa chất và cũng như là quá trình phân tích mẫu, và phân tích mẫu nó sẽ kèm theo số lượng, và từ số lượng với đơn giá tương ứng mình sẽ ra được thành tiền, từ thành tiền mới đưa vào trong hội đồng, phải đưa vào trong cái hợp đồng được. Thì ở đây là khi á, mà gần đây là mình có bảo vệ về cái thuyết minh, cái đề cương cho đề tài cấp tập đoàn PVN, thì trong đó có một nội dung rất quan trọng, đó là dự toán kinh phí thông về phân tích mẫu, là thông qua số lượng mẫu cần phân tích và đánh giá, vân vân. Thì như vậy á, là ví dụ như con số mình là 1.8 thì hội đồng họ cần biết à, tại sao là 1.8, tại sao anh phân tích là ví dụ như ở đây là mẫu mát là 80 mẫu mà không phải là 60, không phải là 40. Thì nếu như thông thường á, chúng ta sẽ lên, chúng ta cứ phải nói, rồi chúng ta sẽ đưa ra một cái bảng Excel, rồi từng bước nội dung này làm kia. Ok, thích chi tiết chúng tôi làm chi tiết luôn, có nghĩa ở đây là mình đã chi tiết tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ nội dung 3.1 cần làm cái gì, 3.1.1 cần làm cái gì, lựa chọn loại nào và phân tích những cái gì, kết quả âm hợp ra là bao nhiêu mẫu, rồi cần phải làm cái gì, bao nhiêu mẫu. Tương tự như vậy, phát triển cái chất nền thì cần làm những cái nội dung gì, khảo sát là bao nhiêu mẫu, bao nhiêu mẫu, bao nhiêu mẫu, bao nhiêu mẫu. Và ở đây hội đồng họ nhìn một cách overview tổng quát, và nó không có sót và nó không có lẫn đi đâu được, và hoàn toàn có thể làm cực kỳ chi tiết tới cái mức độ này. Có nghĩa là sau khi mà hội đồng họ nhìn như này, và chỉ có một slide duy nhất thôi, và không có ai mà có rảnh mà để mà cho mình nhiều thời gian để mà nói, mà ngược mình dùng được là ra một cái hội đồng PVN sắp xếp họp rất là khó. Và khi họp chúng ta chỉ có rất ít thời gian để mà thuyết phục hội đồng về những cái việc mà mình đề xuất lên. Và ở đây mình đã đưa ra một cái map, đó vừa chi tiết tới cặn kẽ từng cái chỉ tiêu một, lại vừa tổng quát, mà hội đồng có thể nhìn à, để ông này làm cái nội dung này thì ông cần phải làm những cái này, nó có bổ trợ cho nhau hay không, có thể bỏ được cái chỉ tiêu này hay chỉ tiêu khác hay không.
vì tất cả mọi thứ nó rất là clear, rất là rõ ràng. Và ở đây như mọi người có thể thấy là mình đi vào tính độ chi tiết là làm những điểm gì ABCD gì đó, bao nhiêu mẫu tại các điều kiện ra sao, rất là rõ ràng và trực quan, mà không có bất kỳ một cái gì là khuất tất hay là không rõ ràng đối với hội đồng hết. Thì sau đó mình làm rõ hội đồng thẩm định một cách hiệu quả, thì do đó là cái đề tài đã được ký vào vào tháng 6 vừa rồi. Đây là một cái đề tài PVN về về cái nội dung đó. Và cái điểm đặc biệt quan trọng mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong hội thảo này á, là ngay ở trong cái bản thuyết minh official của cái hợp đồng á, là có luôn cả cái sơ đồ thực nghiệm của nhiệm vụ. Đó chính là cái mind map mà mình đưa ra trong cái quá trình thuyết phục hội đồng. Thì sau đó thì hội đồng yêu cầu là đưa luôn cả cái map này vào trong cái hợp đồng luôn. Và đây á, là mọi người cũng thấy đây là cái hình chụp của cái hợp đồng official của cái hợp đồng chính thức luôn, và trong đó có cái mind map mà mình dùng để mà break down cụ thể cái nội dung thực nghiệm. Thì có nghĩa mọi người thấy là gì? À, mind map nó đi từ những cái đơn giản nhất, có nghĩa là từ khi mình không biết làm gì đó, không biết bắt đầu như thế nào hết, cho đến khi mình theo dõi nó, mình overview nó, và cho đến khi mình làm những cái việc cực kỳ chi tiết, cực kỳ gọi là về về cực kỳ vào trong cái cần cái gì đó nó rõ ràng, nó minh bạch mà nó lại trực quan, nó lại dễ hiểu. Đó là cái lợi ích của mind map. Nó bị rồi. Tiếp theo là cái phần thứ ba. Phần thứ ba là cái phần thực hiện sản phẩm khoa học. Thì cái này nó cũng rất là dễ. Ví dụ như về cái mình sẽ có một cái overview về một cái bài báo đi. Một bài báo ví dụ như là bài báo về sử dụng xúc tác thải để chuyển hóa dầu ăn thải thành nhiên liệu đi. À, như vậy thì mình sẽ làm cái phần giới thiệu, mình cần phải làm những cái gì. Mình phải nói về cái hiện trạng hiện nay như thế nào về xúc tác thải, về dầu ăn thải, và cái mục tiêu của mình là mình phải đưa ra được một cái nghiên cứu gì đó mới ở đây. Và khi thực nghiệm mình cần phải làm gì về xúc tác, mình cần phải làm gì về dầu ăn thải, mình cần phải làm gì về cái điều kiện thực nghiệm, mình cần phải làm gì và kết quả mình thu được ra sao. Và ở đây là các kết quả, ví dụ như điều kiện này vân vân. Đó là overview. Và mình hoàn toàn có thể đi vào chi tiết, có nghĩa là khi mình nhận được kết quả rồi thì mình viết những cái gì. Khi mình nhận được kết quả thì ảnh hưởng của tỷ lệ xúc tác trên dầu nó dẫn tới cái gì, rồi mình chi tiết ra, xăng tăng tăng giảm rồi đó, diesel tăng hay giảm rồi, axio rồi vân vân, tất cả mọi thứ mình hoàn toàn chi tiết hóa. Và khi mình nhìn vào cái này mình cứ viết vào thôi, và đảm bảo là nó không bị thiếu ý hay không bị mất ý. Và đó là cái việc nó giúp cho mình, tại vì khi mà mình thấy được cái bản kết quả đó, mình cũng không biết bắt đầu từ đâu, không biết bắt đầu từ đâu thì hãy dùng mind map. Mind map nó sẽ giúp cho mình cách để bắt đầu. Như vậy cho tới thời điểm này á, thì mình muốn nhấn mạnh cho mọi người thấy là mind map nó giúp mình làm gì. Thứ nhất, khi không biết bắt đầu như thế nào. Thứ hai là khi muốn có cái nhìn tổng quát, khi muốn có một cái công việc, một cách tiếp cận cái công việc bằng cách trực quan nhất, và tất cả thể hiện rõ và đầy đủ trước mặt, chứ không phải là tôi phải lật qua trang này, khác chỉ có một trang duy nhất. Nó giúp cho mình tạo ra ý tưởng mới, cụ thể hóa ý tưởng đó, và có thể áp dụng vào mọi công việc hàng ngày. Không có bất kỳ công việc nào mà không có thể dùng mind map hết. Rồi, mình sẽ có đưa mọi người thêm một cái ví dụ khác, nó cũng rất là thú vị. Đó là khi mình không biết bắt đầu như thế nào, thì tới khoảng tháng 3, tháng 4 gì năm 2020 á, thì khi đó mình chuyển qua cái vị trí là chuyên gia trung cấp phụ lĩnh vực chế biến dầu khí. Thì khi đó để mà trong cái quá trình chuyển đổi này á, thì nó sẽ có một cái buổi giống như buổi bảo vệ á, thì ở đó là mình phải đưa ra cái chương trình hành động cho hội đồng, Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo của viện. Thì cái chương trình hành động này á, nó nhằm là đặt đầu bài kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, và gì đó, đặt đầu bài ha, và kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, và cái này là một cái chương trình hành động. Thì khi đó mình có hỏi ban tổ chức nhân sự là bây giờ mình làm cái chương trình hành động này như thế nào. Đầu tiên là chương trình hành động này được gửi bằng một cái file Word, và sau đó là sẽ có một cái buổi bảo vệ. Thì khi đó ban tổ chức nhân sự trả lời là chưa có phong mẫu gì hết, và cũng chưa có tiền lệ, và cũng không có yêu cầu cụ thể nào về cái việc này hết. Rồi, ok, có nghĩa là mình giờ đây là một cái ví dụ cái việc là mình không biết bắt đầu từ đâu hết. Nếu như không biết bắt đầu từ đâu hết thì ok, thì tôi sẽ dùng mind map. Thì khi đó mình sẽ đưa vào, như vậy đặt đầu bài nghiên cứu, mình đưa ra một cái map. Như vậy để giúp đặt đầu nghiên cứu thì kế hoạch hành động của tôi là cái gì? Thứ nhất là tôi nghiên cứu từ cái khung chương trình dài hạn, thì trong đó tôi cần phải làm những cái gì. Thứ hai là tôi sẽ phân tích xu hướng các nghiên cứu trên thế giới, ở đó tôi cần phải làm những cái gì. Phân tích các nhu cầu các đơn vị sản xuất ở đó tôi cần phải làm những cái gì. Và về mặt năng lực cá nhân là tôi phấn đấu đạt chuẩn assistant professor, ở đó tôi cần phải làm những cái gì. Và khi đó cái file Word mà mình gửi cho ban tổ chức nhân sự là chỉ có hai trang thôi,
Một trang á, là map cho cái nhiệm vụ đặt ra bạn nghiên cứu, và một cái trang là cái map cho cái việc là kiểm soát tiền đề tài nhiệm vụ. Và đến khi ra bảo vệ hội đồng á, thì PowerPoint của mình cũng chỉ có hai slide. Slide thứ nhất là cái này và slide thứ hai là cái này. Thì cái này nó có cái ưu điểm gì? Thứ nhất, mình không biết cái hội đồng đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Và mọi người tham dự hội đồng họ cũng chắc chắn họ cũng không có thời gian để mà ngồi nghe cho mình ABCD, và cũng không có thời gian để mà nhìn một cái tổng thể là à, ông này ông đưa có hợp lý hay không. Chỉ như vậy mind map là hợp lý nhất. Mình chỉ chiếu một cái slide và mình nói từ đầu chí cuối, mọi người ai thích rảnh xem chỗ nào thì xem, thích coi chỗ nào thì coi, và họ tự đánh giá về mặt tổng thể là cái kế hoạch hành động mà cái ông này ông đưa ra đó nó có khả thi hay không, nó có hợp lý hay không, nó có được lượng hóa hay không, nó có chi tiết hay không. Đó, vậy thôi. Có nghĩa là đây là một cái chia sẻ thứ hai cho mọi người thấy là khi không biết bắt đầu như thế nào thì hãy dùng mind map. Rồi, mình xin kết thúc cái phần chia sẻ của mình cho cái nội dung này.